Rồi mở nha. Để mình lấy cốc nước. Huy Hoàng, CA7 sếp ơi. Support FIFA Online 4 Việt Nam, cứ vào trang chủ và xem. Đây, trang chủ là trang có tích xanh. Thậm chí tôi chưa thích trang này. Éo thèm theo dõi luôn. Nhưng mà cái trang nào có tích xanh nhá, chuẩn nhá. Đấy. Có 1.900.000 mấy người theo dõi này. Đây rồi, tots.eo4.vn. Huy canh huynh đã phang 100 sao vào mặt sếp. Sếp cày thuê hộ em được không ạ? À? Em say quá rồi. Mùa giải bóng đá 2019-2020 đã có một khởi đầu tuyệt vời. Chúng ta đã có được chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc đến từ những cá nhân nổi bật. Trong lúc chờ bóng đá quay trở lại, hãy cùng chọn ra 2-3 cầu thủ được yêu thích nhất của server Việt Nam trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 23 cầu thủ yêu thích nhất tại server Việt Nam, 11 cầu thủ chính, 11 cầu thủ TO20 TOTS theo sơ đồ 433 mang về cội sở hữu. Tức là ông nào bình chọn đúng thì nó sẽ cho một cái gói để mở ra mà. Huy canh okay, huynh đã phăng 50 sao vào mặt sếp, em gửi qua tin nhắn sếp nhé. Ok nhá. Rồi, sau đấy thì sẽ bình chọn đội hình dự bị. Mình nghĩ vậy. 11 thằng chính, 12 thằng dự bị. Thực ra cái bình chọn này có ý nghĩa gì đâu. Các bạn còn nhớ cái quả bình chọn TI20 không? Cách đây mấy tháng ấy nhỉ? Đợt Tết ấy. Anh em còn nhớ cái quả bình chọn đấy không? Lá phiếu của anh em nó có ý nghĩa gì đâu. Bình chọn cho vui thôi. Bình chọn à? Đấy, thế thì mình mặc dù là mình không quan tâm đến cái việc gà rán có trao thưởng hay không, và kết quả bình chọn của gà rán là những con nào, mình sẽ bình chọn không phải theo dự đoán của mình mà là theo mong muốn của mình nha anh em nhé. Đấy, để có một tí gọi là tôi có tí nhận định vào đây để anh em biết chim mơ nghĩ gì. Còn về thực tế thì cái việc bình chọn của mình không mang tính chất dự đoán, mà mình bình chọn theo mong muốn của mình, những con hàng nào mà mình muốn nó có mùa 20 TS. Chứ còn cái việc mà quà của gà rán tôi không quan tâm. Vị trí tiền đạo này. Con nào xứng đáng, thích những cái con nào mà cho vào game đá nó phải khác, nó phải kinh khủng tởm. Đây rồi, vị trí tiền đạo cắm không ai khác mà vượt qua được Lukaku. Lukaku mặc dù mới đây có mùa LH đá rất ngon, nhưng mà tôi vẫn muốn nó còn phải ngon hơn nữa. Và Lukaku rất xứng đáng ở vị trí ST. Lukaku mùa này á tăng lại thêm một số chỉ số nữa để cho dê dắt khéo léo hơn, và đây mới thực sự là con quái vật. Chứ còn lại CR7 mùa nào nó chả ngon, Messi mùa nào chỉ số chả ghê. Không cần, tôi không cần Messi trong đội hình này, tôi cần Lukaku. Đấy,
Khi mà con Luaku ngon nhất bây giờ mới chỉ là lương 19, chỉ số 95 thôi. Tôi hy vọng một con Luaku chỉ số 99. Đấy, cần thiết thuận cả hai chân, 5 sao skill. Thế nó mới xịn. Chào Lâm Sùng nhá. Lâm Sùng đã phang 25 sao vào mặt sếp, rank đầu mùa này dễ lên siêu sao à. À, chúng ta sẽ lựa chọn một vị trí tiền đạo cánh phải mà nó gọi là hợp lý. Ừ, anh thấy rồi, khi cả anh thấy tin nhắn rồi. Từ từ đã. Anh ấy không hứa là ngay lập tức. Huy Canh Huỳnh đã phang 25 sao vào mặt sếp, check tin nhắn SMS anh nhé. Thứ nhất là vào game nó phải đá ngon. Đấy. Cái thứ hai là nó cũng dễ build team. Luaku thì build được team Everton, Chelsea, Bỉ, MU, Inter. Úi giời, quá ngon. Bé hủi à, thôi, bé hủi thôi nhá. Báo bu PS Benader bị MP3 cướp mất cái danh hiệu vô phá lưới. Còn Benader này mùa FIFA 20 nó rất là kinh khủng tởm. Neymar thì nhiều mùa ngon rồi, cũng không chờ lắm. Benader mùa ngon nhất của nó đang là mùa 19 TS với chỉ số là 93 đúng không? Tôi có nên vote cho Benader không ta? Kylian Mbappe thiếu gì mùa ngon? Tôi sẽ vote cho Depay, Memphis Depay. Con này thể hình được, thể hình được. Con này về mặt thể hình nếu mà làm tử tế thì nó cũng được. Tốc độ ngon, skill ngon. Đấy. Mà mùa ngon nhất của nó hiện tại đang là mùa UCL. Đấy. Nếu mà nó có mùa TS thì đấy mới là sự nâng cấp. Anh em hiểu ý mình không? Depay. Đấy, tôi bảo là tôi sẽ bình chọn theo cái danh sách mà mình mong muốn, chứ không phải là danh sách dự đoán hay là cái gì cả. Tiền đạo đá được ở bên trái, mình đang phân vân giữa Hà Lan và Raul Jimenez. Jimenez là con đá rất là hay trong mùa năm nay. Con hàng ngon nhất của Jimenez là con mùa cóc, chỉ số 97, nhưng mà chỉ số bình tĩnh của con đấy thì nó lại thấp. Con này đá ổn phết này, to cao, kỹ thuật, truyền trọt được. Kèo trái Jimenez hoặc là Hà Lan. Đấy là hai con. Hai con mà mình thấy là nên dành sự ưu ái cho nó. Hà Lan có một con chỉ số 98 rồi. Jimenez thì cao nhất là chỉ số 97. Đấy, mình bình chọn lại phong cách nó cục xúc một chút. Tôi sẽ chọn Jimenez. Tôi sẽ chọn Jimenez, đấy là ước muốn của mình. Có con Jimenez này đá chẳng ngon đi. Đá phải ngon. Ok, vị trí thủ môn nhá. Sau vị trí tiền đạo thì chúng ta sẽ chọn thủ môn. Thủ môn nào vừa cao to? Alisson bé cơ à? Thôi, bé cơ có rồi. Oblak, Oblak mùa này thi đấu quá xuất sắc luôn. Nhưng mà Oblak lại hơi lùn. Giá trị sử dụng của Oblak trong game có thể sẽ không cao. Chúng ta có những lựa chọn như là Heradeki, Setny, Bí Giọt. Có Bí Giọt thì team Hà Lan sẽ rất mạnh. Trong khi Woodzai Setny thì cũng chưa có mùa ngon. Setny mùa ngon nhất là mùa UCL chỉ số 94. Onana thì thôi, Onana nhìn. Cho nên là tôi sẽ vote Bí Giọt. Vote Bí Giọt cho team Hà Lan nó mạnh. À không,
Nếu mà thủ môn lương cao thì Hạ Lan có Van der Sar rồi mà. Tôi sẽ vote Seth Nhi. Đấy, Seth Nhi. Onana hợp anh nhất. Một hậu vệ này. Hậu vệ thì Văn Đại quá nhiều mùa ngon là tôi sẽ bỏ qua Văn Đại. Tôi sẽ vote Mắc Hải. Tôi sẽ vote Mắc Hải, mặc dù tôi không phải fan MU. Nhưng nếu mà Mắc Hải có cho mình một cái vị trí trong đội hình tiêu biểu thì quá chuất. Mắc Hải chỉ số chạy lên 95, nặng khoảng 100 cân. Không sợ bố con đằng nào. Chuất quá. Ramos nhiều mùa ngon ạ, không thích. Cảm ơn Đức Anh nhá. Berlin. Vị trí trung vệ còn lại nếu không phải Văn Đại thì cũng không có nhiều lựa chọn hay ho lắm. Hoàng Varane Đức đã phang 60 sao vào mặt xếp 12k. Ok. Con Son Yuku á, con đấy được, Son Yuku thì được. Nhưng mà nó búp tim hơi bị phức tạp. Nó sẽ không có nhiều giá trị sử dụng nếu mình chọn một cái con mà khả năng búp tim nó thấp quá. Chúng ta nên chọn De Vrij. Nếu mà mình chọn De Vrij thì sẽ là một sự nâng cấp rất mạnh của De Vrij. Và nó vừa nâng cấp cho team Inter, nó vừa nâng cấp cho team Hà Lan. Hà Lan hiện tại chỉ có hai trung vệ đáng tin cậy ngoài những cái con hàng huyền thoại. Thì Hà Lan chỉ có Văn Đại và De Lý. Đấy. Tôi sẽ vote De Vrij. Nó sẽ tốt cho việc búng team. Vị trí LB là chúng ta có mấy con này chắc éo ai dùng LB mà lương cao vẽ nổi. Rồi ạ, vote Alphonso Davies. Cái này đơn giản thôi. Tiếp đến con nào ta? Hakimi. Hakimi thì ngon. Quốc tịch thì hơi lẩm. Makano. Kozuna. Ôi dồi, mẹ ông Kozuna vào đây tranh cử nữa. Sợ đã chịu. Con Akuna này mới ghê này. Akuna này đã ghê này. Davy hay là Akuna ta? Ở vị trí này tôi sẽ vote cho giáo sư Smalling. Giáo sư Smalling hoàn toàn có thể đá được vị trí hậu vệ cánh. Nếu mà giáo sư nói chung là không phiền. Đấy, vừa gọi là búp tim xịn, quốc tịch Anh, cao to, cùng với một cái trí thông minh, gọi là trí tuệ siêu việt thì ok. Quá xịn. Cái vị trí hậu vệ cánh trái này mình đang phân vân Akuna các thứ. Theo Hernandez nó cũng nhiều mùa ngon rồi. Không cần. Con Akuna này mới ghê này. Alphonso Davies thì có mùa New Gen rồi. Mùa New Gen này không phải đá hậu vệ. Nhưng con Alphonso Davies này có mấy cái mùa 19S, 19A. Con Akuna này ghê à. Bạn nào xem chỉ số con này ở bên FIFA 20 sẽ biết là nó rất ghê. Dumfries. Vinaldum, Tagliafico, Dumfries mùa kia ngon. Ui dồi ôi, Winfred, NDD. Được, con này ngon, NDD ngon này. Kai Havertz, Cú tí nhỏ, Santi Cazorla, Shaun, Tony Caru, Frankie De Jong, Alan Tarap,
Tarap là con khá là hay ho. Ngày trước thì đá tiền vệ công, đá theo kiểu múa lửa. Bây giờ thì gọi là cũng trôi giạt rồi, sắp hết sự nghiệp rồi thì chuyển xuống đá CDM và đang đá rất tốt. Pidgey cũng là con khá là ngon, đa năng phết. Alexandro Gomez, Nainggolan, Nainggolan mùa 19 TS đáng ngu vãi nổi. Ui ôi, đây rồi, vị thần đây rồi. Vị thần sức mạnh ấy rồi, không vót cho Savic thì đúng là một gọi là tội ác. Ui giời, vừa cao to, vừa cục xúc. Sút bon. Mùa ngon nhất của nó là mùa gà rán. Một con nữa, hiện tại thì Thomas Müller đang là vua kiến tạo của năm giải vô địch châu Âu. Liệu Müller có xứng đáng với một cái gương mặt ở trong này không? Đây là mình vote theo gọi là mong muốn của mình anh em nhé, không phải là dự đoán gì đâu. Müller, Müller mùa nhiều mùa ngon à? Con nào nhiều mùa ngon rồi không vote? Luis Alberto có cũng được này. Gosen, Verratti, Ziyech à? Hakim Ziyech à? No. Lầu, à, con gì đây? Martinez, Kopmeier. Mấy con này bé quá, đá không hay. Renato Sanchez, Renato Sanchez cũng được đấy nhở. Renato Sanchez có mùa TS chỉ số khoảng 97-98 là được ạ. Không, mình chỉ bình chọn theo cái nhận định của mình. Đấy là để cho game nó vui hơn. Tôi muốn game nó vui hơn và nó đa dạng hơn. Đấy, nhiều sự lựa chọn. Chứ còn mình không lựa chọn theo phong cách người khác. Chả lẽ tôi bình chọn con Ocampos. Ocampos hiện tại ngon nhất của nó là con mùa gà rán, chỉ số 87 đúng không? Ocampos, con này rất là giống với Perisic. Nếu các bạn còn nhớ thì nó rất giống với Perisic. Ciro Immobile. Đây ạ, con này đá cam mới ngon này. Con này đá cam mới ngon này các bạn. Cao to. Hiện tại thì nó cũng mới chỉ có mùa UCL là chỉ số được được. Đang còn thấp. Tôi sẽ vote con này. Thông báo cái củ bòi. Cầu thủ E-League không thể chơi vị trí này. Cặc. Mất công. Mất công chém gió. Ok, chọn con khác vậy. Tiền vệ nhá. Kostic à? Kostic. Sabitzer. Sabitzer thì lương Kai Havertz có mùa 19 TS với mùa 20 TI thì còn gì. Marcus Rashford. Cho Rashford vào. Mùa ngon nhất của Rashford mới chỉ là mùa gà rán như vậy. Rashford rất xứng đáng trong mùa này. Bị chấn thương nhưng mà đá ngon, xứng đáng. Đấy, đây sẽ là danh sách 20 TI của mình. Một danh sách mà nếu mà mình cầm full đội hình này vào đá thì cũng tương đối cục xúc. Ngon quá chứ lị. Danh sách mong muốn này anh em nhá. Đấy, mấy con này nó lạ lạ, nó không nằm trong những cái list anh em thường thấy trên danh. À, có một chắc Lukaku thì các bạn hay thấy hơn. Xét nhi thì hay thấy một chút, nhưng mấy con còn lại thì nó ít. Đây, đây là danh sách mong muốn của mình đã. Chúng ta còn lạ gì cái vụ CR7 TI20 nữa. Vote làm màu thôi. Ra vẻ dân chủ thôi.
Còn chắc bây giờ cả dán là đang đặt EA làm bộ thẻ TS20 của server Việt rồi. Nói chung là EA nó làm sắp xong rồi đấy. Tầm 1-2 ngày đã xong rồi. Nên anh em vote thì vote cho vui. Bình Panther, chào anh. Cho anh em có gọi là cái cảm giác được đi bỏ phiếu. Còn kết quả thì có rồi nha. Mà ý à, Văn Thành, quả mua sao Momo bữa giờ mua toàn mất tiền mà chả thấy sao đâu. Cái đấy các ông cứ thấy. Nhưng mà những cái streamer gọi là mở thẻ mà lúc nào cũng ra dô béo như tôi cũng không thèm chụp hình đâu mà. Không thèm chụp màn hình làm cái gì cả. Rồi. Ibra. Rồi. Có tiền. Hai. Sếp ơi, lên Discord biểu tượng Pac-Man. Closer tỷ 3 nữa. Ui, mẹ được thật sự. À, turn này bằng ngang dô béo luôn. Coi như là mở được hai con dô béo. Huy Hoàng, CA7 sếp ơi. Ui. Ui. Minh Huy, đồ má, mặt cười. Đặt like rồi, nhầm kênh rồi. Có nên chụp hình. Ibra, ngon. Vừa nói xong ý được ngay ông thần này. Meta 2 lít. Ờ, tổn áp quá. Bán luôn. Đẹp me, thủ môn. Van der Sa. Nguyễn Đình Thái, hát cua thấy Bích Khuê thủ ghê vãi lúa, mặt cười. Con PK đá chả ghê, trời PK tôi review cho các ông suốt rồi, các ông không tin đấy chứ. PK LH nó hay vãi trưởng. Lê Hoàng Vũ, Zidane LS giá này mua được chưa anh, còn giảm mạnh không? Nó sẽ giảm thôi bạn. Ô, cái đệt mẹ. May ra nhiều Ibra nha. Cái này tôi lại phải vung tiền như thị trường chuyển nhượng thôi. Nó mở xuân sắc vậy. Ôi, sai lời. Mua con cu tỏi 7 tỷ 8. Mẹ. Thế là chuẩn. Ok, ta đặt. Quả Hungry Rollbone á. Quả đấy là mình chỉ bấm mình Rollbone thôi mà. Mình nói rồi, bí quyết dê bóng nó chỉ là cảm giác thôi. Các bạn cảm giác tốt thì các bạn sẽ auto dê ngon. Thế thôi. Anh em cứ nghĩ là phải bấm phức tạp các thứ. Phức tạp là lòe gà đó. Không có gì gọi là chí trá ở đây, bình thường. Kẹt lơ na phát, phong thủy nào. Trần Mạnh Linh, đương kim vô địch hôm nay lại phá kèo anh em rồi.
Mấy con LH sẽ khó lên. Nhưng mà KK sẽ lên. Nhìn cái đống phôi nó đỡ ngứa mắt lắm mà. Đạt, săn chó bằng em bác được không anh? Hakimi mua rồi này. Hakimi mua hết tiền rồi đây này. Cái gì nhỉ? Argentina đấy. Không ạ. Đặng Văn Lâm. Rồi. Chào Lâm nhé. Vũ Quốc Hưng, hôm nay xếp lại thoáng tay thế. Thoáng không? Vừa phải đi uống cốc nước gừng không nhẽ ngắt anh ạ. Ok, Văn VD. Văn VD về hàng rồi này. Văn VD ngon quá, Hakimi nữa. Đủ rồi, đủ hàng đá rồi. Thoải mái Minh luôn. Huy, mở nhát đấy lên 434 tỏi. Nguyễn Công Thắng đã phang 20 sao vào mặt sếp, cho lít vào đá đi anh năn nỉ. Cho lít vào đá. Nói vui rồi anh em, lít thì có cần phải test đâu. Lít quá hay rồi. Cả lít rồi. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.